mọi người thấy không? Hello chào mọi người. Chào mọi người quay lại kênh Gió Đồng. Mọi người thì hôm nay là một ngày không có trăng và hình như là theo học nhớ là hôm nay là ngày mùng 9 mình. Cái ngày mùng 9 thì thường thường là người ta nói là nó đẹp đúng không mọi người? Nhưng cũng có thể là cái ngày này là bạn rất có thể rất là dễ sẽ gặp được ma. Tại do những ngày này là trời không có sáng mà cũng chẳng tối, ánh trăng hơi mờ mờ, có thể là nghe là cho mọi người thấy những hiện tượng tâm linh mà nếu mà tối quá thì đôi khi chúng ta không thể thấy được, cho dù họ hiện ngủ các bạn không thấy được, mà trăng sáng quá thì họ cũng sợ. Thì trước đây vài ngày thì Lộc có đến cái cây trăm mà có cái bàn tay quỷ. Thì hôm đó mình đến thì mọi người cũng đã thấy rồi trên video, thì cũng có rất nhiều anh chị và cô bác có bình luận, cũng có số người chửi Lộc đủ thứ hết. Nhưng mà Lộc nghĩ Lộc làm thì tùy thôi, mọi người thôi. Còn cái việc đó là tùy. Còn cái việc đó mà mình có một số bạn nó ghép thì mọi người cứ thử ghép được không. Tại vì cái không bao giờ ghép được. Mọi người thấy thì sao mà thấy được. Nhưng mà nói chung là hôm nay thì Lộc lội bộ khá là xa. Mọi người thấy thì mồ hôi của mình đang rất là đổ. Mà mình cũng vừa đến đó, mình vừa đến quay, ngồi ở đó quay luôn. Nhưng mà mình vừa đến đó thì mình không hiểu sao thì tự nhiên gió nổi lên. Rồi có nghĩa là mình lại gặp cái người đàn ông đen đi từ ngoài vô. Mình vừa bật đèn quay, lúc đó mình không có quay, không có bắt máy quay luôn mọi người. Là hôm nay vừa đến là thấy liền. Mọi người thấy là mình đổ mồ hôi khá là nhiều. Là do là mình, nói chung là mình đi chạy ngược lại hướng chỗ khác để cho nó, là mình có ngồi nói chuyện với mọi người. Cùng hôm mình sẽ quay lại. Thì nơi đây thì lúc trước thì Lộc cũng đã chia sẻ rồi, là ở đây là lúc trước thì có người đàn ông, người Khmer chết. Nhưng mà mình không biết là có họ thành quỷ hay thành tinh hay là như thế nào, cái đó thì Lộc không có rõ. Nhưng chỉ có điều là Lộc biết là họ rất là phá. Và thậm chí là họ có thể ghẹo mọi người, ai đi ngang cũng có thể ghẹo. Nhưng mà theo mình nghĩ chắc là hợp với họ, chứ không hợp chắc họ cũng không có ghẹo đâu. Mình không biết mình có hợp không, nhưng mà thường thường Lộc thì mọi người biết rồi, mình đi quay video thì mình không có đem bùa, ít khi nào đem bùa ngải theo. Có đem quả măng, có đem thì cũng cắt một cái nơi nào đó kín. Tại khi mà bạn đi quay video với tâm linh tìm hiểu họ, nhưng mà bạn có cái gì đó chống lại họ thì họ không bao giờ tiếp cận bạn được. Nếu mà không tiếp cận bạn được thì không bao giờ bạn sẽ gặp họ được. Và mình nghĩ là khó có thể quay được họ. Vì vậy mà mọi người nói tại sao Lộc không có đem bùa này nọ theo, nhưng mà đem theo cũng không có lắm. Tại vì đem theo và mọi người cũng khó mà quay, khó tìm hiểu được. Bây giờ mọi người cùng mình quay lại đó. Hồi nãy mình cũng khá là sợ, nhưng mà mình nãy giờ ngồi chán ngang là mọi người thấy mồ hôi mồ kê mình đổ ướt như vậy hết trơn, mọi người biết rồi. Là mình cũng nãy giờ cũng hơi ấn ớn, nhưng mà mình quyết định quay lại để cho mọi người xem. Giờ quay đi đến đó cùng mình nha mọi người nha. Hồi nãy thì mình lên mình bật cái đèn nhỏ thôi mọi người, để mình đã thấy ngoài nè. Nè, nãy giờ không có gió. Mọi người nãy giờ thấy mình nói chuyện không có gió, bây giờ mình đi đến đây nổi gió lên nữa tiếp tục nè mọi người, thấy không? Sao chuột bu đây dữ ta, mấy trước mà lên nó thấy con chuột nào. Hồi nãy mình vừa bước lên, nói chung mà thấy cũng mờ mờ, nhưng mà mình muốn dời xa chỗ đó thằng mình bật nó quay mấy chuyện mọi người. Là vừa lên mình quay cái đây là mình thấy nè, y hệt lần trước. Mọi người có nhớ cái lần mà mình vừa lên, mình một chút xíu thấy có bóng đen từ đó đi vô, mặc bộ đồ cáo trắng nhưng mà đen thù lùi vậy.
từ đó đi vô. Thì lúc nãy mình thấy cũng y như vậy, nhưng mà mình không có, nghĩa là lúc đó mình chưa có máy quay nào nọ, mình chưa có gắn lên, rồi mình chưa có quay được gì cả. Thành ra là mình dời đi. Rồi bây giờ mình quay trở lại mọi người. Nói chung là hôm trước thì mình quay ở đây, nhang đèn cũng còn y nè mọi người thấy không. Nhang ít có ai lên đây, hầu như bữa nay không ai lên đây vào ban đêm mọi người. Giờ Lộc đem cái máy quay đêm theo. Đây là nhang, đây là đồ. Thì cách đây mấy hôm mà mình đến đây có cái bàn tay, nó cũng chụp con dây mình sau khi mà mình sử dụng nghi thức mà mình cúng mình cầu thì cũng ngay vị trí này mọi người, đây cũng ngay vị trí này mọi người nhìn thấy ngay vị trí này, nhưng mà mình không cầu, mình nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Bên đó có hai cái mồ, nhưng hai cái mồ đó không phải họ phá mà lại cái người mắc ở phía trên bờ ruộng phía trên này nè, cái người đó mắc ở trên phía bờ ruộng trên này mọi người. Mình nghĩ gần đây họ vào đây họ trú ngụ, do cái cây này rất là to mọi người thấy không, và họ nhát những người mà đi đêm hoặc là những người đi xịt đi bắt nhái á, thường đi vào ban đêm mà đi một mình thì họ nhát, mà thường họ không có những cái đèn sáng như Lộc đâu, không có đèn sáng như mình đâu, cái đèn rất là tối. Thường thì đội một cái chá là họ đi bắt rồi, rồi thấy ta xa thấy chạy lại, và nhiều có người nói là thấy nhầm, khi thấy ở chuồng cái chằn không mặc gì luôn mọi người, chạy đến, nghĩa là ở chuồng cái chằn chạy đến thì, nhưng mà họ đến á thì không thấy đâu. Đó là một điều rất mà mình nghe kể, rất là nhiều người kể. Bây giờ mình sẽ đặt camera ngay dưới chân cột này, bắt đầu mình sẽ khoan, trước tiên mình ở đây. Cái cây này đã từng bị trời đánh hai lần rồi mọi người, đánh tét hai nhánh luôn. Cái dấu này thì chắc mình nghĩ chắc do con gì, trâu hoặc con gì nó cạ, nhưng mùa này thì trâu không có, tại lúa lên rồi đâu có trâu lên đây đâu, nhưng mà có cái dấu này giống như cái con trâu hoặc bò của mình nó dơ á, nó cạ vào cây này, mình đoán vậy đó mọi người, nhưng mà không biết có phải không, thì chuyện đó mình cũng không biết được. Giờ Lộc sẽ đặt cái máy quay, bắt đầu sẽ thử cầu như nào mọi người nha. Khi mà mình cầu rồi mình sẽ hạ đèn xuống. Lộc sẽ có đèn theo cái máy quay đêm mọi người. Mình sẽ bật cái máy quay đêm lên luôn.
Mọi người thì giờ mình đặt cái máy này đây rồi. Mình không biết tại sao dưới kia chó sủa lên, nó biết nó sủa mình hay nó thấy điều gì mà nó dưới, ở dưới lúc dưới kinh dưới mà nó sủa lên rất là nhiều. Mình nghĩ chắc là rất là nhiều con chó, rất là nhiều con nó sủa. Ở đây mình có một đây thì mình cúng giấy tiền thôi. Bữa nay mình không có bếp bên cày đâu rồi, mình chỉ đốt nhang thôi. Mình gá là nhiều nha. Thì bây giờ mình cầu, mình sẽ ngồi tại cái gốc cây này xem coi có gì giống như hổm không mọi người. Thì mình tin chắc là họ không bao giờ hại mình được, họ chỉ phá mình thôi. Tại nếu mà họ thành quỷ rồi họ mới hại được. Nhưng mà mình thấy cái bàn tay này thì mình không hiểu là đó là như nào, nhưng mà mình nghĩ chắc khó mà họ có thể hại mình được lắm. Mọi người bây giờ lọc xe lại đó, lọc ngồi. Bây giờ mình sẽ hạ đèn, tất cả đèn xuống mọi người. Camera mình sẽ bật cái camera đi dim lên. Hết bà rồi. Cái camera dim của Lộc mà Lộc quên đem cái thẻ thôi mọi người. Bây giờ khó rồi đây. Lộc chỉnh lại cái máy bị đi một cái. Sao kỳ ta. Cái máy mình bật đèn sáng rồi mọi người. Mọi người thấy nè, thẻ vẫn có bình thường. Cũng như quay không được. Đó. Để mình rút con dây này ra thử coi. Nè, kỳ ta. Thì sao máy mình hồi quay được quay không? Vừa quay được nè mọi người. Giờ lọc xa đèn xuống mọi người bắt đầu bấm quay. Mình đang sẽ đốt đồ nha mọi người. Mình sẽ đang đốt đồ. Sẽ không có thấy. Thank you.
Cái gì vừa chạm mình, chạm này mùa ơi. Ây da, cái gì ta? Lộc vừa thấy cái cái gì thì phải, mình vừa thấy cái gì ló ra từ cái dách bên đây mọi người, mình nhìn thấy không rõ. Mình vừa thấy cái gì đó không có thấy rõ mọi người. Đây.
Mọi người thấy không? Đi vô trống nè. Tự nhiên cái máy mình nó tắt hết một lần mọi người. Giờ Lộc sẽ đi ra một lần nữa. Tụi mình không có tay, mình bấm zoom mà thành ra nó tắt luôn máy. Cho mọi người thấy không? Ra đây thấy nè. Mọi người thấy gì chưa? Ấp về nha mọi người. Đi ra ngoài mình sẽ nói chuyện mọi người sao? Mọi người thấy đó. Đi xa ra gọi vô mọi thấy. Để cần không thấy mọi người. Không biết Trinh trên camera mình không biết có quay được gì không, quá mũi. Để Lộc bắt lại coi thử coi có quay được cái gì không. Cái máy này nó cũng hơi bị khùng khùng mọi người. Cái gì đây nè, nhà Lộc cho mọi người coi trực tiếp luôn nha mọi người. Cái này là mình không có. Ủa này, chết rồi. Nè. Lộc sẽ cho mọi người coi trực tiếp. Đây là chưa sửa, nhưng nói chung là hoàn toàn là nó còn nguyên chân mọi người, còn thô. Đó, cho kỹ tá. Ủa? Sao kỳ vậy? Kỳ ta. Lộc không biết là cái máy này nó có bị gì không. Mình nãy mình vừa có lỡ được. Nè, mình sẽ bắt cho mọi người coi. Cái gì? Bây giờ Lộc về Lộc sẽ lên máy tính xem coi cái nó như thế nào. Nhưng mà hiện giờ thì mình coi không được, trên đây coi không được mọi người. Nên nè. Nè, được rồi nè mọi người. Mọi người chơi coi trực tiếp này nè. Là mình hiện giờ nè, mình đi cách xa chỗ đó chắc vài trăm thước thôi. Mình đang thu nhanh cho mọi người xem. Khoan. Ủa. Mình không biết như thế nào, quá mũi mọi người. Để mình về đi coi. Mình sẽ lại cho mọi người coi. Cảm ơn mọi người, 30 người nha.